tải chỉ được 2,4 tấn thôi. Thùng nó chỉ được 3,5 mét thôi. Form dáng thì nó cũng cổ điển thôi. Nhưng tuy nhiên đến năm nay, năm 2022, rất là nhiều mẫu xe hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu ra đời, nhưng nó vẫn được ưa chuộng. Con trâu là đầu công nghiệp. Và đây chính xác nó là con trâu ăn thèm vác nặng Kia K165 đời 2017. Với mẫu xe này, quý vị và các bạn sẽ được sở hữu khối động cơ, máy cơ bền bỉ, không tiết kiệm nhiên liệu nhưng dễ dàng sửa chữa và ít khi phải sửa chữa. Một chiếc xe nguyên bản, không đâm va, từ cột kèo, keo chỉ, kính và thùng, sơn, hầu hết sơn zin. Mời tất cả quý vị và các bạn đến với phần đánh giá review chi tiết chiếc xe Kia K165 tải 2,4 tấn đời 2017 mới về salon đặt xe tải ngày hôm nay. Biển số 34C, quê địa hương bánh đậu xanh. Và đây là một chiếc xe mà có thể nói chính anh cameraman đánh về, gọi là xin được của chủ, cho nên mua được cái giá khá là êm. Quý vị và các bạn mua trong thời điểm này sẽ không bao giờ sẽ có giá tốt hơn thời điểm này quý vị nhé. 355 triệu, nhưng còn bớt nhiều khi anh em alo thiện chí. Thời điểm trước mà sốt sốt những mẫu xe đẹp mà zin mà nguyên bản như này chắc có lẽ khá là khó mua với cái giá dưới 350. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Sàn này thì thực sự về chúng ta cũng chả cần phải làm gì thêm ngoài cái việc là rửa cho nó sạch. Đấy, xe thì vừa mới về cho nên là mình chưa kịp rửa sàn, tí nữa chắc là cho đi rửa sàn cho nó đẹp thôi. Điểm chê của chiếc xe này thì có thể nói tới là phần đằng sau thì nhìn nó cũng không được như mới, nhưng từ cái phần này hất lên trên đầu thì nó quá mới, nó quá mới và quá zin. Đấy, nội thất thì sao, từ từ nhá, nó không hề phành phành, nhẹ nhàng thôi. Đấy thì quý vị nghe thôi đã yêu rồi. Tiếp theo là anh em nhìn cái ghế cửa này, nó vẫn còn cái độ bám, cộng với lại nội thất, ghế bọc da, củ số, vô lăng, tất cả trần phèo, rồi là chắn lắng nguyên bọc ni lông, cộng với táp bi, cho thấy rằng bác chủ là một người sạch sẽ, không như là anh đang cầm máy quay. À, ok chưa? Ok, này dây này là dây gì đây? Dây này là dây gì đây? Cắm cái gì? À, định vị. Đấy, bật cabin lên thì chúng ta sẽ thấy phần động cơ của chiếc xe. Tất nhiên rồi, với cái giá bỏ ra hơn 300 triệu thì máy zin là điều mà cam kết luôn với tất cả anh em. Cam kết luôn với tất cả anh em luôn, máy zin. Đấy, cái phần này bác chủ rất là cẩn thận, bác ấy be luôn để mà nước từ lốp không bắn vào trong cái cua lốp. Đấy, ở trong không hề mọt nhá, không phải che nhá, cái này bắt ra thoải mái nhá. Nhưng mà bác chủ bác ấy bắn thẳng luôn từ đầu rồi. Bậc lên xuống đẹp, không móp. Bậc lên xuống rất đẹp, không móp. Gáy thùng này, bác để ý nhá, những cái gáy thùng thường ở những cái xe mà thủ đô ấy, hoặc những cái xe mà không giáp biển thì những cái gáy thùng này nó rất đẹp, nó không bị mọt. Và nó còn nguyên cái keo này, đây là keo nhá, đây là phần keo này, đây, keo này, đấy. Nắp dàn cò nó còn nguyên tem mà. Đó, tem cờ này, đấy. Điều hòa, mát lạnh. Thì đó là review nhanh. Thực ra xe, những cái chiếc xe mà nó đẹp đẹp như thế này ấy, không cần phải nói quá nhiều. Tại vì nói nhiều thành nói dai, nói dại. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần bàn về giá thôi. Hơn 300 triệu anh em cứ alo trực tiếp, bớt mỏi mồm, alo cho mình qua số điện thoại hiện trên hình, mình tư vấn hoàn toàn miễn phí. Kia K165 tải 2,4 tấn, xe đẹp xuất sắc, đang được bày bán tại Đạt Xe Tải Thái Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị và bạn, và chúc tất cả quý vị và bạn tự tin, tự mình, tự cho mua được những chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.